Bằng tâm huyết, bản lĩnh, trí tuệ và những chiến công đặc biệt xuất sắc trên chặng đường gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam được nhân dân tin yêu, trao cho danh hiệu cao quý, Bộ đội Cụ Hồ. Đây là nét đẹp riêng có và giá trị văn hóa quân sự độc đáo thời đại Hồ Chí Minh. Xứng đáng với danh xưng ấy, Bộ đội Cụ Hồ luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân cả nước, không chỉ trong hoạn nạn, bão lũ, thiên tai, dịch bệnh mà ngay cả trong cuộc sống đời thường. Cách đây vài tháng, khúc ruột miền Trung phải oàn mình trong cơn bão số 4. Mưa lũ đã khiến 14.000 ngôi nhà dọc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị ngập. Nhiều nơi bị chia cắt bởi lũ quét và sạt lở. Sản nghiệp cả đời của bà con bị chôn vùi trong đất đá chỉ sau vài giờ ngắn ngủi. Trong cơn hoạn nạn ấy, không quản hiểm nguy, những người lính đã cùng bà con chạy đua với thời gian, giữ an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại tài sản. Trong mùa mưa bão, bộ đội luôn sẵn sàng lên đường và đã được trang bị những kỹ năng cần thiết để ứng cứu nhân dân. Đêm khuya rồi, các chú vất vả, coi như quan tâm đến nhân dân, quan tâm đến gia đình. Các chú bộ đội phục vụ và đến quan tâm gia đình, thì gia đình xin cảm ơn các chú. Coi như là dân mong các chú là cố gắng giúp đỡ gia đình với nhân dân. Hai năm qua, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn đồng bào ta. Trước kẻ thù vô hình đặc biệt nguy hiểm, tháng 8 năm 2021, các bác sĩ quân y đã tạm chia tay gia đình con nhỏ, tình nguyện vào miền Nam tăng cường chống dịch. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt chỉ đạo toàn quân điều động tăng cường lực lượng, trang thiết bị, phương tiện cao nhất hỗ trợ các địa phương. Lúc cao điểm nhất, hơn 230.000 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ được điều động, hơn 25.000 tấn hàng hóa hỗ trợ các địa phương chống dịch. Những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã làm tất cả những điều gì có thể để giúp nhân dân trong hoạn nạn gian khó. Quân đội ta là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mà phục vụ. Chính trong suốt cái quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành thì quân đội ta cũng đã được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc. Thế và trong những cái lúc mà khó khăn nhất, hiểm nguy nhất thì quân đội cũng luôn tiên phong, đi đầu và cũng chấp nhận hy sinh vượt qua mọi khó khăn gian khổ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đấy là cái nét truyền thống rất đẹp của quân đội ta. Trên các tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng đã kiên trì bền bỉ, phối hợp với chính quyền địa phương, vừa giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới, vừa giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Hàng chục năm sống trong căn nhà xuống cấp, nơm nớp lo âu trước mỗi cơn bão, gia đình ông Đặng Văn Hạnh đón Tết Quý Mão trong ngôi nhà mới khang trang được đồn biên phòng Quảng Đức giúp đỡ cả về công sức và kinh phí. Xây nhà thì bên biên phòng thì gọi là hỗ trợ được 50 triệu thì gọi là lấy mấy gia đình đi làm thuê làm mướn thì gọi là cu cóp lại được xây được cái nhà thì ở cho con cái đỡ khổ. Thực hiện hiệu quả chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, các đoàn kinh tế quốc phòng với phương châm trao cần câu, không trao con cá, đã trao sinh kế cho đồng bào các dân tộc trên dải biên cương, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án hàng năm từ 4 đến 5%. Hình ảnh của cán bộ chiến sĩ quân đội gắn với người dân là luôn luôn được thể hiện ở mọi nơi mọi lúc. Các cái chương trình mục tiêu quốc gia mặc dù là những nguồn vốn thì rất ít nhưng mà là đi trực tiếp đến đồng bào. Và trong cái quá trình thực hiện thì cán bộ chiến sĩ luôn luôn ở cạnh đồng bào. Ở đây không phải là giám sát nhưng mà để giúp đỡ, động viên, hướng dẫn tận tay tận địa bàn cho đồng bào thực hiện. Gìn giữ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa độc đáo Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ với quân đội ta. Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.